Hello, chào cả nhà nha. Thì trong cái video này thì tôi cập nhật một tí thông tin liên quan trong lĩnh vực xây dựng cho các anh em mà chúng ta làm trong lĩnh vực này không nào. Ok, thì trong thời gian gần đây, tức là ngày 22 tháng 8 năm 2024 thì Bộ Xây dựng đã ban hành cái quyết định 816 về việc công bố cái suất vốn đầu tư xây dựng và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình. Vậy thì kể từ cái ngày mà cái quyết định này có hiệu lực là ngày 22 tháng 8 năm 2024 thì những cái việc như là lập sơ bộ tổng mức đầu tư hay là lập tổng mức đầu tư thì chúng ta phải áp dụng cái suất vốn đầu tư mới nhất đi kèm theo với cái quyết định 816 phần nào. Thì các anh em có thể tải cái quyết định này, cái suất vốn đầu tư mới nhất này trên các cái trang cộng đồng mạng văn nào, trên các cái trang web của luật, hoặc là chúng ta đơn giản hơn nữa là chúng ta truy cập vào đây là sotay365. Chúng ta tìm đến cái bài suất vốn đầu tư mới nhất. Nếu mà chúng ta không thấy thì chúng ta search ở đây phần nào suất vốn đầu tư phần nào, chúng ta search ở đây thì chúng ta sẽ thấy được cái bài viết mới nhất. Và ở đây tôi có đỡ một cái đường link phần nào, một cái đường link để cho mọi người tải cái file Word của cái quyết định này. Ok, rất là đơn giản phần nào. Ok, thank you mọi người.